Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trang trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Tại buổi họp mặt, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, thống nhất Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Cách đây 78 năm, mùa thu tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân. Kế thừa và phát huy truyền thống khí phách anh hùng cách mạng trong kháng chiến cũng như thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, sau gần 27 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh đã huy động tốt mọi nguồn lực, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động, sáng tạo trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 357 đảng viên, trân trọng những cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương. Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng này có 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên 60 năm tuổi Đảng.